đã khởi tố cô Nguyễn Võ Quỳnh Trang theo điều 140 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Thì theo quy định tại cái khoản 2 của cái điều 140 này thì người nào mà hành hạ đối xử đàn áp với cái người mình đã nuôi dưỡng thì có thể bị xử phạt từ 1 đến 3 năm tù. Câu chuyện bé gái 8 tuổi xấu số bị người tình của cha hành hạ, sau đó tử vong tại căn hộ trong tòa nhà Topaz 2, khu dân cư Sài Gòn Pearl thuộc quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang khiến dư luận căm phẫn. Ngày 28 tháng 12 năm 2021, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, quê ở tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, lúc 19 giờ 30 phút ngày 22 tháng 12 năm 2021, công an phường 22 thuộc quận Bình Thạnh tiếp nhận nguồn tin do bảo vệ một bệnh viện cung cấp. Cụ thể, bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu một cháu bé 8 tuổi trong tình trạng ngưng tuần hoàn tim, phổi, đưa vào cấp cứu lúc 18 giờ 25 phút. Sau một tiếng cấp cứu, bé vẫn ngưng tim, ngưng phổi, đồng thời phát hiện cơ thể bé có nhiều vết bầm tím bất thường. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm, nên Công an quận Bình Thạnh đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ xuống Công an phường 22 phối hợp điều tra từ ban đầu. Theo kết quả điều tra, cha mẹ của bé gái xấu số ly hôn vào tháng 3 năm 2020, cháu ở với cha. Sau đó, người cha thuê nhà ở chung cư Topaz 2 Sài Gòn Pearl và chung sống với Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Trong quá trình sống chung, người cha thường đi làm và giao cháu bé cho Trang chăm sóc. Tháng 9 năm 2021, khi thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn giãn cách vì dịch bệnh, trẻ phải học trực tuyến, Trang được giao dạy cháu bé học. Trong quá trình sinh sống dạy học thì cô Trang cũng có đánh cháu bé nhiều lần. Trước đây thì để đánh cháu bé thì cô Trang có đặt mua một cái roi mây ở trên mạng về quấn cháu bé, tức là về dạy dỗ cháu bé. Thì sau một thời gian quấn thì cái roi mây này nó bị gãy, cho nên là vứt đi. Thì sau đó thì cô Trang có lấy một cái cây gỗ tròn, đường kính khoảng 2,2 cm, dài khoảng 90 cm. Thì trong quá trình dạy học mình thấy cháu tiếp thu chậm hoặc là không làm bài thì cô Trang sử dụng. Bi kịch với cháu bé xảy ra vào buổi học ngày 22 tháng 12 năm 2021. Theo lời khai của Trang, từ 7 giờ sáng cháu bé học trực tuyến đến 11 giờ. Sau đó Trang kiểm tra bài từ 11 giờ đến 13 giờ 30 phút. Đến 14 giờ, Trang đi nấu một tô phở cho cháu ăn, rồi đưa cho cháu uống 3 hộp sữa, nước ép ổi và nước lọc. Tức là từ 15 giờ 30 đến 16 giờ thì do cháu làm việc học bài sai, làm sai giờ bài, cho nên là cô Trang có quấn. Thì cô Trang có khai nhận là có sử dụng cái cây gỗ tròn đó đánh nhiều lần vào mông cháu bé. Thì nên trong quá trình đánh thì cháu nó cũng có thể đỡ rồi có gì đó thì đánh. Tức là cô Trang khai nhận là có dùng sức mạnh để đánh vào mông cháu bé, đánh nhiều cái. Cho nên hiện nay không nhớ bao nhiêu cái cả. Thì đánh nó khoảng nửa tiếng, thì đến từ 16 giờ thì bắt đầu cháu làm việc học, cháu học đàng hoàng, cháu học tốt. Thì đến 18 giờ thì cháu nghỉ không phải học nữa. Thì sau đó thì cháu khai do mệt, cho nên là cô Trang kêu cháu đi nằm, tức là vào trong phòng ngủ để nằm để xem TV. Thì cháu nằm một lúc thì thấy cháu ói ra. Thì lúc này thì cô Trang mới một phần là đi lấy đưa cháu vào một phần là lau cho cháu, lau chỗ ói, một phần là điện thoại cho anh là ba của cháu anh về. Thời điểm người cha ruột của cháu bé về đến nhà đã đưa cháu bé từ giường vào trong nhà vệ sinh cho cháu ói, làm hô hấp nhân tạo cho cháu bé. Trong quá trình sơ cứu cho con, người cha khai nhận là phát hiện trong mũi và miệng cháu có nhiều dị vật, có cả thịt bò và phở. Người cha đã dùng miệng hút ra, sơ cứu tránh cho con bị ngạt. Sơ cứu một lúc, con càng ngày càng yếu đi nên gọi cấp cứu ở một bệnh viện trên địa bàn. Đến 19 giờ 30 phút, cháu bé tử vong. Thì cái quá trình này thì trong quá trình điều tra, cơ quan sẽ làm rõ xem cái hành vi của anh như vậy xem có đủ có làm tội phạm hay không. Nếu như mà trong quá trình điều tra mà chứng minh được rằng là hành vi của anh sự việc gây căm phẫn dư luận với nhiều câu hỏi được đặt ra như liệu cha của cháu bé có biết con mình bị đánh đập như vậy hay không và người cha can thiệp hay đồng tình với chuyện này. Tại sao ở giữa một khu dân cư văn minh lại có sự việc bạo hành xảy ra suốt nhiều tháng trời mà không có ai giúp đỡ cháu bé? Hiện nay một số phụ huynh cho rằng cái việc
có cái không nghe lời và chậm học thì có thể sử dụng đòn roi để dạy dỗ. Tuy nhiên cái việc này là pháp luật cấm, bởi vì nếu mà chúng ta sử dụng nhẹ thì có thể sẽ bị xử lý hành chính, hoặc là nếu như gây thương tích nặng hoặc tội hành hạ trẻ em thì có thể sẽ bị xử lý hình sự. Cái thứ hai thì cái vấn đề là cái vấn đề tố giác tin báo về tội phạm, tức là không chỉ người trong gia đình và kể cả những người hàng xóm, khi chúng ta phát hiện rằng là những cái vấn đề mà phụ huynh khi mà dạy con quá để con la hét hoặc có những hình phạt bắt con ở ngoài đường, bắt con tới gần gì hết, tức là khi mà trong quá trình sống gần thì phát hiện những hành vi này thì nên tố cáo với lại chính quyền địa phương, cụ thể là hội phụ nữ hoặc là đoàn thanh niên, không thì với công an phường, hoặc thậm chí là lên cơ quan điều tra để tố cáo, thì để ngăn chặn kịp thời các cái hành vi này để không xảy ra các cái trường hợp đáng tiếc như trường hợp của các bạn. Liên quan đến vụ việc, hiện tại bác ruột của bé gái đã thay mặt mẹ cháu đến Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh để làm phiếu yêu cầu luật sư và đã hoàn tất các thủ tục để nhờ tư vấn hỗ trợ pháp lý. Gia đình cháu bé cũng đã làm đơn tố cáo gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu xử lý.